bạn có hoài bão lớn và bạn nghĩ rằng với năng lực của mình, bạn xứng đáng được làm những công việc lớn lao, có tầm ảnh hưởng. Tuy vậy, bạn đã bao giờ tự cảm thấy bất lực vì tưởng như cả thế giới không cho bạn những cơ hội xứng đáng để thể hiện bản thân hay chưa? Nếu đã từng có cho mình những trăn trở như vậy, rất có khả năng bạn đã phạm phải sai lầm giống với nhân vật Shintaro Goto, Kamen Rider Plus trong series Kamen Rider Oz. Xuyên suốt 48 tập phim là cuộc hành trình thay đổi của nhân vật này, từ một chàng trai non nớt, ngây thơ, tràn đầy hoài bão của tuổi trẻ, đến một người đàn ông trưởng thành rất đỗi thực tế, có thể tự mình đủ sức hiện thực hóa lý tưởng của bản thân. Chào mừng các bạn đã tới với RTK Media. Hôm nay, qua kịch bản được viết bởi bạn Danh Phương, hãy cùng chúng mình đi tới khám phá hành trình phát triển của nhân vật Goto Shintaro nhé! Series Kamen Rider Oz thường gắn với con số 3. Vì vậy, video này cũng sẽ được chia làm 3 phần, ứng với 3 giai đoạn phát triển chính của nhân vật Goto. Shintaro Goto là một chàng trai trẻ sống nguyên tắc, cứng nhắc và có phần hơi sách vở. Trước khi series bắt đầu, anh từng là một cảnh sát. Tuy vậy, với mong ước được cứu thế giới, anh ta đã nghỉ việc ở sở để xin gia nhập vào tập đoàn Kogami với mục đích hiện thực hóa giấc mơ của mình. Ở đây, Goto chứng tỏ được năng lực của bản thân và nhanh chóng trở thành đội trưởng của trung đội Rivender và là cánh tay phải của chủ tịch Kogami Kose. Khi các Grid hồi sinh, chính Goto đã chỉ huy đội của mình đi ngăn chặn các quái nhân đó. Thất bại trở về, chính bản thân Goto cũng không thể ngờ rằng đó lại là trận chiến cuối cùng mà anh được tham gia. Bởi trước sức mạnh đáng kinh ngạc của các Core Medal, chủ tịch Kogami đã chuyển hết trọng trách chiến đấu lên Oz, để Goto lùi về phía sau làm hậu cần, giao cho anh nhiệm vụ quan sát cũng như hỗ trợ cuộc chiến bằng những item mới. Sau vài lần theo dõi Oz chiến đấu, Goto nhìn nhận Eiji là một gã khờ khạo, ngốc nghếch, còn Ankh thì quá tham vọng, thủ đoạn và không hề đáng tin. Anh bắt đầu cảm thấy việc đi theo hỗ trợ cho những gã gàn dở như vậy thật quá vô nghĩa và mất thời gian. Bản thân Goto nghĩ rằng anh mới thực sự là người xứng đáng có được sức mạnh của Oz để lên tiền tuyến chiến đấu bảo vệ thế giới, chứ không phải làm công việc giao hàng cho Oz hết lần này đến lần khác. Bị tiến sĩ Maki kích động, sự bất mãn trong anh dần chuyển thành lòng đố kỵ. Để chứng tỏ năng lực, Goto đã mạo hiểm tự ý can thiệp vào cuộc chiến đang hồi gay cấn để nỗi khiến cho Oz suýt nữa mất mạng. Bất luận điều đó, Eiji vẫn vô cùng thiện chí, giang tay giúp đỡ và ngỏ ý cùng hợp tác chiến đấu với Goto. Song, tất cả những gì anh nhận lại được chỉ là thái độ khó chịu, thô lỗ. Bởi trong mắt Goto, đó là sự chế nhạo, mỉa mai không hơn không kém. Giữ vững quan điểm chỉ bản thân mới là người xứng đáng, Goto thuyết phục chủ tịch Kogami được là người sử dụng công nghệ Burst do tiến sĩ Maki chế tạo, để không cần lệ thuộc vào Oz trong cuộc chiến. Trước những hành động nông nổi và vô kỷ luật đó, Goto đã tạm thời bị đình chỉ để suy nghĩ lại về những gì đang diễn ra. Sau cùng, anh nhận ra rằng, trái với Eiji, một con người chấp nhận làm mọi thứ để bảo vệ người khác, Goto trước giờ mới chỉ dừng lại ở việc có cho mình một lý tưởng anh hùng đầy cao đẹp, nhưng lại chưa thực sự cố gắng làm một điều gì đó cụ thể để hiện thực hóa lý tưởng ấy. Nhận ra sai lầm của bản thân, anh làm lành với Eiji, chấp nhận vai trò hiện tại của mình, cũng như tiếp tục phấn đấu để được sử dụng công nghệ Burst. Sau khi đã nhìn nhận nghiêm túc hơn về việc bảo vệ thế giới, Goto đã dồn hết tâm trí vào việc luyện tập, đến nỗi tự ý bỏ bê công việc trợ lý chủ tịch. Anh cho rằng cuộc chiến chống lại các Grid mới là ưu tiên số 1. Đồng thời đối với anh, công việc thử bánh mà một trợ lý phải làm thực sự quá hèn kém và khó coi, không hề giúp ích gì cho lý tưởng mà anh đang theo đuổi cả. Thậm chí, cho dù đã được chủ tịch Kogami tạo điều kiện cho tiếp cận tiến sĩ Maki nhằm lấy thiện cảm để được sử dụng công nghệ Verse, công cụ giúp anh đạt được ước mơ. Song, chứng kiến những thí nghiệm đầy bất nhân của Maki, như việc bắt cóc Hina hay việc để Yami tấn công viện sinh học, đã khiến cho Goto vô cùng bất mãn. Anh đã thẳng thừng từ chối cơ hội này. Mình đâu có muốn trở thành Verse đến nỗi phải bán mình cho gã điên ấy. Đó là những gì Goto đã nghĩ trong lúc đó. Để bảo toàn danh dự, Goto đã từ chối hợp tác, nhưng đồng thời cũng từ chối luôn cơ hội duy nhất giúp anh có thể chiến đấu. Anh không chắc mình làm vậy có đúng hay không, và đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của chủ tịch. Goto-kun, kimi ga ima hitotsu kirenai genin wa sono pride da. Và rồi, anh gần như đã rời khỏi tập đoàn Kogami. Giai đoạn đầu trong hành trình phát triển của Goto đã để lại cho chúng ta một vài bài học nhất định. Đó là sự trung thực khi nhìn nhận về ước mơ của bản thân. Ở giai đoạn đầu, Goto khao khát muốn được bảo vệ thế giới, nhưng mà muốn đó lại tới từ sự ích kỷ, hẹp hòi, luôn muốn mình được trở thành tâm điểm, không muốn bị ai khác vượt mặt, và không chấp nhận việc bản thân trở thành kẻ phụ tá.
Vì thế, Goto chỉ chăm chăm tập trung vào kết quả, rằng mình đã được bảo vệ thế giới hay chưa, chứ không hề cân nhắc tới quá trình làm thế nào để đạt được điều đó. Khác với anh, AG chiến đấu đơn thuần chỉ vì cái tâm thôi thúc anh làm như vậy. Anh không thể bỏ mặc những sinh mạng đang lâm nguy và luôn muốn giang tay giúp đỡ nhiều người nhất có thể. Sự vô tư, không vụ lợi này của AG khiến cho lý tưởng chiến đấu của anh trở nên hiện hữu và cao cả hơn Goto rất nhiều. Đó chính là lý do mà suốt 12 tập đầu của bộ phim, Goto chỉ mãi dậm chân tại chỗ, luôn luống cuống trong lý tưởng mập mờ chưa thành hình của bản thân, mà không hề có một bước tiến hay sự phát triển rõ rệt nào cả. Chỉ tới khi anh trung thực nhìn nhận lại ước mơ của chính mình và thừa nhận những khiếm khuyết của bản thân, con đường mới thực sự mở ra. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những giai đoạn như vậy, thời điểm mà ta cảm thấy thật tràn đầy năng lượng và nảy sinh những hứng thú, dự định, hoài bão vô cùng táo bạo, giúp cho ta tự thử thách và khẳng định giá trị của bản thân. Song, do góc nhìn còn chưa đủ chín chắn và thế giới quan vẫn còn bị bó hẹp, ta chưa thể có một cái nhìn toàn cảnh về cách phải làm sao để hiện thực hóa những hoài bão ấy. Thêm vào đó là cái tôi cá nhân quá cao, thôi thúc chúng ta nhanh chóng đạt được thành quả mà sợ hãi nhận về những thất bại, bảo thủ không dám nhìn nhận những khuyết điểm mà bản thân còn đang thiếu sót. Chúng ta không phải trung tâm của vũ trụ. Hãy học cách hạ cái tôi của mình xuống và sống chan hòa với tất cả mọi người. Cái tôi, lòng tự ái không cần thiết, đôi khi sẽ khiến cho ta đánh mất đi những cơ hội hiện hiện ngay trước mắt. Nhưng cách Goto đã tự mình để vụt trôi mất cơ hội trở thành Burst. Có ước mơ, có hoài bão là một điều tốt, nhưng hãy trung thực mà nhìn nhận rằng động cơ của ước mơ đó có thực sự đem lại lợi ích cho ta và những người xung quanh hay không. Hay nó chỉ đơn thuần là để thỏa mãn cái tôi chinh phục của bản thân. Thành công chỉ tới khi ta làm việc tận tâm và luôn hướng tới những điều tốt đẹp. Khi bạn hiểu được điều ấy, một con đường tươi sáng sẽ mở ra cho bạn. Goto chạy mãi, chạy trong vô định với câu hỏi trong đầu: nếu bỏ đi lòng tự trọng thì mình còn lại gì? Hay tin chủ tịch Kogami đã tìm được người sử dụng công nghệ Burst, Goto tò mò tìm tới gặp người đó. Song, trái với những kỳ vọng ban đầu của cậu thanh niên, xuất hiện trước mắt Goto là một Date Akira bụi bặm, bất cần, chiến đấu với mục đích chỉ để kiếm 100 triệu yên. Điều này đã khiến cho Goto vô cùng thất vọng. Dưới cơn mưa, cậu lại tiếp tục chạy. Cậu nhận ra rằng lòng tự trọng đó thật ra quá vô nghĩa, vì giờ đây cậu chẳng có gì đáng để tự hào. Cậu đã để cho sự nghi kỵ và cái tôi quá lớn chi phối. Goto chạy đến kiệt sức, rồi gục ngã ngay tại quán ăn Kuskushir. Sau khi được Kyoko và Hina chăm sóc hồi sức, Goto đã xin được ở lại làm thuê cho quán để học được cách tự tiết chế cái tôi của bản thân lại. Ở đây, anh phải làm những công việc tay chân như lau nhà, dọn dẹp, xách đồ đi chợ, những thứ mà Goto của ngày trước không bao giờ muốn làm. Một ngày, Goto vô tình gặp Date ở quán ăn Kuskushir. Được biết, chàng thanh niên muốn sử dụng Burst System, Date đã ngỏ ý cho Goto dùng thử. Cú giật kinh khủng từ Burst Buster đã làm cho Goto ngã lăn ra đất chỉ sau một phát bắn. Thực tế thật phũ phàng với chàng trai trẻ. Cái tôi không phải là vấn đề duy nhất mà Goto gặp phải. Cậu hoàn toàn không đủ thể lực để sử dụng công nghệ đó. Cậu yếu đuối và bất lực, mất toàn bộ niềm tin vào bản thân. Vì giờ dù có muốn đi chăng nữa, thì công nghệ của Burst cũng đã nằm ngoài tầm với. Nhưng đó cũng là lúc mà mọi chuyện bắt đầu khá lên. Date đã chuyển nỗi niềm mông lung của Goto thành một mục tiêu cụ thể, đó là cải thiện thể chất của bản thân trở nên tốt hơn. Sau khi nhận ra sự yếu đuối của mình, với sự giúp đỡ của Date, Goto tăng cường luyện tập. Dần dần, anh cũng đã làm chủ được Burst Buster. Thời gian làm thuê cũng giúp anh bớt cứng nhắc và lạnh lùng hơn, thấu cảm được với mọi người xung quanh, sẵn sàng bộc lộ cảm xúc để giúp đỡ họ. Tuy vậy, những chuyện xảy ra trước kia vô tình đã khiến Goto mất đi niềm tin và ước mơ bảo vệ thế giới của mình. May mắn là tại thời điểm đó, lời khuyên của Date đã tiếp thêm cho anh động lực, rằng hãy đặt niềm tin vào bản thân nhiều hơn và làm những điều cần phải làm. Khi không may lạc lối, ắt sẽ có người giang tay giúp đỡ cậu. Sau cùng, thành quả luyện tập cũng đơm hoa kết trái. Goto đã có những bước trưởng thành rõ rệt. Cậu thể hiện được sự hữu ích của bản thân với vai trò một người hỗ trợ, cứu nguy cho Oz và Burst trên nhiều chiến trận. Date và Goto giờ đây trở thành một bộ đôi chiến đấu ăn ý. Xong, làm tốt nhiệm vụ hậu cần trên chiến trường cũng đồng nghĩa với việc Goto dần bị trở nên lu mờ và trở thành cái bóng của Date. Về thể lực và trí lực, anh đã sẵn sàng để trở thành Burst, nhưng tâm trí của Goto lại luôn bị phụ thuộc vào Date. Việc này khiến cho anh đánh mất đi khả năng tự nhìn nhận, phán đoán và đưa ra quyết định. Để rồi, khi Date chuyển phe sang đứng chung chiến tuyến với tiến sĩ Maki và các Reed, Goto hoàn toàn rơi vào bất lực. Anh cầu xin chủ tịch Kogami chuyển 100 triệu yên để đưa Date quay lại, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại một sự từ chối.
Goto nhận ra rằng đã đến lúc anh phải tự thân chiến đấu, thay thế cho Date Akira để trở thành Kamen Rider Buzz, sẵn sàng chống lại người thầy đáng kính của mình để làm điều đúng đắn. Goto giờ đây đã trở thành một người đàn ông bản lĩnh, mạnh mẽ và quyết liệt. Sự thay đổi và trưởng thành của Goto dẫn chúng ta tới những bài học tiếp theo. Ngoài việc chăm chăm theo đuổi hoài bão, ta hãy học cách để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Thay đổi bản thân, dần trở nên mạnh mẽ, cứng cỏi và bản lĩnh hơn để có thể đứng vững trước những thử thách của cuộc đời. Nếu cơ hội không gõ cửa, hãy tự tạo ra một cánh cửa. Thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót và cải thiện nó sẽ giúp cho ta có thêm những trải nghiệm cần thiết để tiến gần hơn tới ước mơ mà ta luôn theo đuổi. Bởi thực tại sẽ luôn phũ phàng, cuộc sống thì tràn đầy thử thách, còn con người thì không ai hoàn hảo cả. Sau mỗi lần ta vấp ngã, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Cú giật của Buzz Buster khi đó như một đòn đánh nghiệt ngã và sự tự cao ngút trời của Goto, nhưng đồng thời cũng đã mở ra cho anh cơ hội để cải thiện bản thân cả về thể lực và trí lực, là tiền đề vững chắc, là kim chỉ nam giúp cho anh tiến gần hơn tới việc trở thành một Kamen Rider, một người bảo vệ chính nghĩa. Trên hành trình ta theo đuổi ước mơ, sẽ luôn có những người tài giỏi đồng hành sát cánh bên ta để dẫn ta đi đúng hướng. Song, đừng quá phụ thuộc vào họ để rồi đánh mất giá trị của chính mình. Không ai có thể sống thay ta cả. Hãy luôn có cho mình một hướng đi riêng, cùng một bản lĩnh thực sự rắn giỏi và cứng cáp, tự chủ trong cả hành động và suy nghĩ, để giúp cho ta tự tin quyết định tương lai mà mình muốn hướng đến. Sau đợt tập huấn với Date, Goto giờ đây đã chính thức trở thành Buzz. Cậu tạm biệt quán ăn Kuskusir và trở lại tập đoàn Kogami, chiến đấu chống lại các Jammy và Grid để bảo vệ thế giới. Càng về cuối series, cuộc chiến ngày một trở nên khốc liệt, khi mọi chuyện không còn diễn ra theo quy luật vốn có của nó nữa. Arc này đã thay đổi chiến tuyến, AG thì dần trở thành Grid, còn những kẻ thù khi xưa thì đang trên đà dần một tái sinh hoàn thiện. Goto giờ đây trở thành một mắt xích quan trọng, đứng giữa ngăn cản những dã tâm và sự càn quấy của các Grid, giúp nhân loại có thể chống cự trong giai đoạn khó khăn này. Sự trưởng thành, đáng tin cậy của anh khiến cho ngay cả Date Akira cũng phải cảm thấy ngạc nhiên và không khỏi tự hào về người học trò mà mình đã từng cất công chỉ dạy. Trước sự áp đảo của các Grid cùng nội tâm giằng xé của Eiji, Goto nhận ra rằng cuộc sống phức tạp hơn những gì anh tưởng tượng. Đêm trước trận chiến cuối cùng, Goto mơ mộng với hoài bão bảo vệ thế giới ngày nào giờ đây đã trở nên thực tế hơn, mà thừa nhận với Date rằng: "Em không ngờ mình đã từng suốt ngày nói về việc bảo vệ thế giới, khi mà giờ đây, việc giúp một người đang gặp khó khăn cũng đã khó lắm rồi." Nhận ra điều đó, Goto giờ đây đã thực sự trưởng thành. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, từ một chàng trai trẻ với lý tưởng quá non nớt và sách vở, sợ hãi thất bại cùng lòng tự tôn quá cao, sau cùng, Goto đã có thể trở thành một người hùng thực thụ khi anh có thể giang tay cứu giúp những người khác một cách không vụ lợi, thay thế cho Arc để trở thành niềm hy vọng mà AG có thể nắm lấy. Sau trận chiến với các Grid, Goto quay lại với sở cảnh sát, trở thành một thanh tra, phá các vụ án nhằm bảo vệ an toàn cho thành phố. Vậy là sau cùng, khi đã gạt bỏ được lòng đố kỵ và sự tự ái, trải qua không biết bao nhiêu lần vấp ngã, tự trau dồi những thiếu sót của bản thân, xả thân chiến đấu hy sinh một cách vô tư, Goto Shintaro cũng đã có thể đạt tới mục đích mà anh luôn theo đuổi, trở thành phiên bản tốt nhất mà bản thân có thể hướng đến, một người hùng thực thụ đấu tranh để bảo vệ nhân loại và bảo vệ ngay cả những điều bình dị nhất. Điều này giúp cho ta hiểu rằng trưởng thành không phải là nói những chuyện lớn lao, mà là hiểu được những điều nhỏ bé. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà những vĩ nhân, tỷ phú hay thần đồng xuất hiện liên tục trên các mặt báo. Điều này tạo thành một sức ép vô hình, khiến cho người trẻ buộc phải đạt được những thành công vĩ đại nếu không muốn bị coi là thất bại. Như những gì Goto nhận ra ở cuối phim, giúp đỡ một người thôi đã là quá khó, nói gì tới việc cứu cả thế giới. Chúng ta là những con người bình thường, thay vì đặt ra những lý tưởng quá vĩ đại, quá xa vời, ta nên theo đuổi những mục tiêu cụ thể hơn, bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất, đủ để khiến cho mỗi người trong chúng ta trở thành một mắt xích trong xã hội, không quá lớn lao nhưng lại cần thiết, để cuộc sống này được vận hành trơn tru, để rồi một ngày tất cả chúng ta có thể cùng nhau đạt tới những điều vĩ đại. Bài nhận xét, đánh giá nhân vật Goto Shintaro của chúng mình sẽ khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu có cảm nghĩ nào khác về nhân vật này, đừng ngần ngại chia sẻ ở phần comment bên dưới để chúng mình được biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh để tạo động lực cho chúng mình ra mắt thêm nhiều video thú vị hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào! Annette đã tất cả phong ấn. Mày là cuối cùng. Joker! Tôi và mày là...
戦うことでしか分かり合えない。